Anh chị hôm qua vừa làm clip mấy anh chị miền Tây lên mua xe nè. Anh này cũng là miền Tây, anh này là Vĩnh Long, chị này Gò Công. Hai vợ chồng qua lên tới Trần Anh là lúc giữa đêm nha. Ngủ lại khách sạn thì sáng mai Trần Anh tiếp, rồi Trần Anh sẽ giao mẫu này cho anh trai. Đây là mẫu Kia nè. Cứ coi xe đi em cứ tự nhiên đi, thoải mái đi. Đừng có ngại. Rồi từ Gò Công lên đây mấy trăm cây? Bây giờ hả? Bốn trăm mấy chục cây à? Khách lên tới Trần Anh. Đây là khách miền Tây hết toàn bộ nha anh em. Anh trai được cô dưới miền Tây à. Lên tới Trần Anh coi xe. Coi mấy mẫu xe được chiếc nào thì bên Trần Anh sẽ hỗ trợ góp. Trần Anh đã từng nói với anh em là những anh em miền Tây lên đây mua xe, Trần Anh sẽ có một cái phúc lợi thật là lớn cho anh trai. Nhưng mà hôm nay anh trai lên đây coi cái mẫu xe này. Nói chung là nhiều chỗ bán hàng lắm, nhưng mà anh trai chỉ có mua mỗi bên Trần Anh thôi. Tại vì như mình có cái duyên với anh em dưới miền Tây sao á. Nhưng cảm ơn anh em đã ủng hộ cho Trần Anh rất là nhiều nha. Đó, phúc lợi cho anh trai xe này luôn. Em bán một cái mức giá mà anh chị chưa bao giờ anh chị nghĩ được luôn. Cái xe này thì đợt trước Trần Anh là đăng clip rồi, anh em biết giá bao nhiêu rồi đúng không ạ? 110 ạ. Nhưng mà hôm nay anh trai với chị gái lên, Trần Anh sẽ hỗ trợ cho anh chị từ 20 đến 30 triệu. Mẫu này đưa trước 70 gì đó lấy xe. Đó là cái tình cảm Trần Anh dành cho anh trai thôi. Bán gì là âm vốn rồi. Bán cho anh trai chỉ có 103 triệu rồi. Anh chị thấy không? Đó. Trần Anh đã nói rồi, anh em miền Tây lên đây Trần Anh sẽ có một cái phúc lợi cực kỳ là ok cho các anh chị luôn. Nói chung người ta cũng không rành xe đâu anh em à, phải báo là như thế. Nhưng mà cái chiếc xe của Trần Anh thì mua về là chạy thôi. Hơi nước á, cái đó bình thường em. Hơi nước á. Ồ, coi Innova, coi xe gì? Coi xe gì? Phải hết 20 bán rồi. Anh lấy Atip đi cũng ngon rồi. Nếu mà anh biết chơi. Không, em nói thật mà, nếu biết chơi vô con Atip thử rồi. Atip máy 1.8 á, chạy con đó là sướng, không phải hết nhiều. Em vừa mới về sân riêng cả con luôn. Phải hết đó là ngày xưa là nói chạy dịch vụ. Nói chạy dịch vụ ra. Còn đây là bạn gia đình. Giá nó cũng ngang ngang với phe hết đó, anh thấy đẹp không? Nói chung là anh quan trọng anh biết nhìn xe thôi. Không phải thôi. Biết hết tính năng chưa? Cái đó là xi nhan. Em bấm hệ thống ưu tiên á là nó hiển thị hết. Em bấm hệ thống ưu tiên giùm anh. Hệ thống ưu tiên ở trong kia kìa. À, ở trong đó đó. Rồi khâu anh chạy xe rành chưa? Cũng được rồi. Phải hả? Ui tạm tạm mà từ đây anh đẹp xuống đó hơi phê á. Ủa ổng có chạy ra ngoài này rồi. Phải hả? Dạ. Xe tập lái thầy chạy á. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà tính là chưa ôm vô lăng nhiều đúng không? Dạ, chạy cũng 800 mấy, 900 cây. Vậy là mới có bằng đây à? Dạ, dạ. Ôi trời ơi. Dạ mang mới có bằng mà dám chạy về từ ôm cái xe này chạy về Gò Công. Không sợ à? Ở bên Trần Anh còn nhiều xe lắm anh em. Nhiều xe và nhiều sự lựa chọn khác nhau cho anh em nha. Như là Jay nè, Innova nè, quá trời. Atip cũng vừa mới về. Toru về mấy con. Kia Morning. Đây là Innova là về một cặp luôn. Từ trăm mấy cũng có một mẫu Innova 7 chỗ. Hàng thông dụng về cho anh em chạy dịch vụ rồi anh em. Đây là mẫu xe Chevrolet 2012 bên Trường Anh nè. Xe một đời chính chủ là xe đẹp lắm mà con. 044222 Toru trắng. Anh em về, anh em lấy mẫu này về, anh em chạy gia đình cũng được nè. Làm đưa rước xe hoa cũng được. Tại vì màu trắng nó hợp với anh em nào mà chạy đám cưới đồ. Đưa rước xe hoa cũng ok. Riêng crew là màu trắng là cực kỳ đẹp nha. Màu trắng nha bà con. Màu trắng nó vừa sang trọng, lại ok nữa. Rồi, Atip cho anh cũng vừa mới về đây. Anh em nào quan tâm mẫu Atip nè. Đây anh em. Atip cọp lắm. Atip này hình như sơn đâu đó như là 70% thì chất sơn rin anh em. Máy móc rin lắm. Đồng sơn tôn đẹp nè. À, anh chị nè. Chị thấy Atip đẹp không? Mẫu này là Trần Anh vừa mới thay côn nha. Đợt trước chủ nhà chạy hết côn rồi, vừa thay côn vừa đăng kiểm mới cho anh em xong hết rồi.
giờ lấy về chạy thôi. Bán có một cái mức vé thì có 150 triệu cho anh em, tiền nào của đó anh em nha. Tay nỉ là ghế người sau hầu như là không có người ngồi luôn, gia đình người ta đi người ta kỹ lắm. Anh chạy thấy Atis đẹp không? Đó, Atis thì dành cho anh em nào biết chơi, biết chơi lấy mẫu Atis 1.8 ABS thì về chạy. Màu nho nha, đây cô chú anh chị, màu nho nè, màu nho có nghĩa là vào nhau anh em. Đó, anh em nào quan tâm mẫu này thì alo cho em. Hyundai Accent nữa nè, 300 mấy chục triệu, có ngay Hyundai. Em này 360 triệu, anh em có ngay Hyundai 2020 một đời chính chủ luôn, xe gia đình chạy được có 36 ngàn, máy móc thì bao đinh. 36 ngàn anh chị nghĩ quá ít, bản này là bản đủ, 6 cấp số, nút đề xa top, gương cụp mở, ABS, cân bằng điện tử luôn, full hết toàn bộ cho anh em. À, anh coi mẫu xe gì em tư vấn cho, xe em còn nhiều lắm ở dưới chi nhánh kia nữa kìa, không thiếu xe đâu, lên Trần Anh là không sợ thiếu xe. Bảy chỗ rẻ rẻ thì có mẫu này thôi, rẻ rẻ thì tầm dưới trăm thì có mẫu này thôi, chứ còn không có mẫu nào rẻ rẻ mấy chục triệu đâu, mấy chục triệu anh chạy sao được. À, trong ngoài thì có mấy mẫu Innova nè, đi mua Innova đồ của Nhật đi thì nó bền bỉ anh, chứ còn anh đừng có mua mấy cái hàng Trung Quốc với mấy cái kia, anh về anh không có đồ anh sửa đâu, mua về là anh bán nhà luôn á, được chưa? Em ngồi mân mê em nó ngồi nó mân mê cái xe anh em đó. Cho nên chừng anh nói là anh em miền Tây nó chất phát thật thà là vậy đó anh em. Anh em ngồi em mân mê, em phải đề máy lên em bấm kính, em hiểu không? Bấm kính xuống, cái kính bên đây, trời ơi, ấy em trai, em đang bấm cái kính bên đây mà. Cái này là kính bên đây. Rồi thôi để cho anh em nó coi xe. Em ở quê em làm nghề gì em nói anh nghe coi. Hả? Ở đâu? Ghe cừ. Ghe cừ hả? mấy đứa con rồi? Kinh, 6 đứa rồi. 3 đứa. Thôi chào anh chào bà con nha.